Võ Tuồng, tập 4-7-10. Đế Hoàng, Đế Hoàng ư? Là Đế Hoàng đã chiến đấu tới giọt thánh huyết cuối cùng ở trong Ngũ Đế độc chiến trước kia, sở hữu thánh thể hoàng cổ mạnh nhất trong lịch sử đó sao? Thế giới các bụi nè, tử huyên mọi kịp à, vừa rồi rõ ràng trâu bò như vậy sẽ nhảy mắt lấy trở về khôi lỗi rồi. Ở đây ta xem thử người rốt cuộc có lấy lịch gì. Này, ở lâu già có thể nhìn ra lấy lịch của tử huyền không? Trong giọt máu đã ẩn giấu một tia đế uy. Nếu như dự đoán của ta không sai, nàng ta chắc là nguyệt thượng đông hoa đế nữ duy nhất, thánh đế trước 5.000 năm tuổi, trong 130 đế của huyền hoàng. Đông hoàng nữ đế, nàng ta chắc là tới đế hoàng. Ánh mắt nhìn người lại kỳ lạ như vậy. 80% chính là một tia tàn hồn hoặc là một giọt tàn huyết của nữ đế nguyệt thường, trải qua vô số năm tháng trời, giờ mới sinh ra linh trí. Mà đông hoa nữ đế này lại có liên quan gì tới đế hoàng của thánh thể nhất mạch của ta? Người mù à? Nhìn ánh mắt của người mà không nhìn ra sao? Hồng nhan trí kỷ đó. Ơi, nếu như không có đế hoàng thì nàng ta không thể nào hoàn thành đế. Không có bọn họ thì cũng sẽ không có chúng ta của ngày hôm nay. Hả? Không có bọn họ thì không có chúng ta ư? Ở đây sở là đi sâu của bọn họ sao? Cái con mợ nhà người, người có năng lực lý giải kiểu gì thế? Thành đế là cần độ đế kiếp. Năm xưa khi đông hoa nữ đế độ kiếp đã kinh động cường giả đế đạo của dị vật, mà tròn năm gì đó, vì đã bảo vệ đông hoàng nữ đế được phong vị đại đế, đế hoàng đã tế mẫu nguyên bản thân thể đối chiến chiến lực đỉnh phồn nhất, cố trận năm đại đế. Quá thảm khốc. Đế hoàng chi tử, chư thiên vạn vật huyết cốt thành núi, nguyệt thương thành đế, đánh lùi cường giả của dị vật, che chở cho chư thiên vạn vật tròn 90.000 năm. Vậy nên nói, nếu như không có đế hoàng và đồng hòa nữ đế thì chư thiên vạn vật sớm đã không còn, cũng sẽ không có tồn tại của người đời xấu. Chịch chịch chịch, đúng là trâu bò mà. Vậy thì bọn họ không để lại con gái gì sao? Hay là hai người trâu bò như vậy không thể để lại một người con? Bà mẹ hai nhà người đừng có lóng chuyện, mau khôi phục lại tương thế đi. Còn gần nửa ngày thì không gian cát bụi này sẽ nứt vỡ. Tới lúc đó thì người trong khắp thiên hạ sẽ tìm người. Người không định tính toán à? Xin chung nữa thì quên mất cái chuyện này chứ. Chị rồi sao? Lớn thật thường nguyên. Binh lực của cả một phần điện cũng không bắt được một người dù. Nơi có thể lục soát đều đã lục soát mấy lần rồi, người giống như là tự dưng biến mất vậy. Người ăn cái gì đã sống hả? Mở kép đó, người ăn cái gì? Ăn cái gì? Cuối cùng cũng chạy ra ngoài rồi. Huyền chẳng hạn, chúng ta phải đi ngay. Ta biết. Tiểu tử Diệp Thần này rất thông minh, chắc đã chuồn rồi. Chúng ta cũng rút thôi. Đại quân của một điện chính dường tổng thật là điên rồ mà. Sư tôn mà, ta muốn đi tìm Diệp Thần. Người còn không biết đi đâu mà bây giờ đi đâu đó tìm đi. Yên tâm đi, Diệp Thần nếu như còn sống thì chắc chắn sẽ tới đón thành tiền chúng ta. Được rồi. Đi thôi huynh đệ. Mạng của tiểu tử thối này thì coi như giữ được rồi. Mấy sư huynh đệ đều bỏ sức không nhỏ. Hôm nay huynh đi mời chúng ta uống ăn cho sảng khoái hả? Từ này hiếm khi có hào phóng một lần. Chúng ta phải làm thi thắng một phen. Thì rắm. Để đại giả của người với chứ. Lão tử cũng chưa ăn cơm không gọi ta sao, lại có ý gì hả? Quỳ thì mau đi, cái tên này tẩu lượng kém, uống xì cứ phát điên lên vậy. Vậy còn uống cái rắm gì? Ngồi nhà quờ, mà nhà người chứ. Thông báo xuống, trí nói Diệp Thần, tại công ty hắn có thịt trống rỗng biến mất. Lần tốt lắm Diệp Thần, tốt nhất là giết chết cái tên khốn Võ Chí Bình này. Hàng Nhật Tông chọn lại chữ mồm. Mọ đó chứ, lần này cũng quá nguy hiểm rồi đi. May mà Diệp Thần chạy thoát, nếu hắn bị diệt rồi thì chúng ta khóc tiếng máng luôn. Cái đám thần huyền này chắc là đang trên đường quay về. Để tránh nguy hiểm thì ta kiến nghị là trực tiếp bị đánh, chúng lấy trước rồi tính. Kỳ kịch này, để có thể thực hiện bọn họ trong 3 đến 5 ngày thì chưa thể quay về được. Chúng ta có đủ thời gian để chuẩn bị. Tiền trống tung vạn phường viện 50 vạn dặm của Hàng Nhạc đều bị phá hủy.
bọn họ say về thì chắc chắn sẽ mệt như chó. Nhân lúc chó mệt thì cùng lên giải quyết cái đám chó già thông huyện. Ta kiến nghị với các vị là vẫn nên đừng có ra đoàn xạ thủ. Hả? Sao vậy? Muốn để lại đường lui cho chúng à? Ta không phải là có ý này. Chúng ta hơn bất cứ ai đều hy vọng giải quyết hòa bình. Nếu như các vị sư huynh của người vẫn có tâm tư đối địch với bọn ta, vậy thì đừng trách bọn ta lòng dạ tàn độc. Ta hiểu. Sư thủ bà yên tâm đi, chúng ta tiến lỡ hậu bình. Nếu như sư tôn vẫn không đồng ý thì vậy người cũng cố gắng hết sức rồi, ta nhất định sẽ tấm máu hàng nhạt. Định thiền à, lần này ngươi trở về đã trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Nếu như ta còn nhân từ nữa thì những sư huynh đệ chết thảm đó sẽ chết uổng. Thế giới cát bụi hỷ gió Khổng Minh cảnh nhị trọng. Quả nhiên đại nhật như lai mọi kiếp đó ngươi thật là cái gì cũng nhúng vào mà. Ta vẫn là xem thường cái lão đầu trong nhà ngươi. Thần Hải Diệp Thần. Diệp Thần à, lão tử hối hận rồi, thật sự là hối hận con mã nó run rồi. Đại Phật Đà này sao lại ở trong thần hải của ta thế? Địa cụ của chính Dương Tông, đây chính là đại nhật Như Lai. Nói chính xác hơn chính là thân thể có ý niệm hóa thành từ lực lượng tín ngưỡng của đại nhật Như Lai. Tớ tìm vào quan tâm hắn là cái nhật Như Lai cái gì đó, hắn chạy vào trong thần hải của ta là cái gì? Bởi vì người đã đồng vào đại nhật Như Lai tính thế chú của hắn, hơn nữa thì còn sử dụng trạng thái ma đạo. Hả? Không hiểu. Tuy Đại Nhật Như Lai tên Thế Chú là một phần thần thông của Phật môn, nhưng lại rất quỷ dị. Khi Đại Nhật Như Lai sáng tạo ra thần thông này để bị tránh người bất chính lợi dụng, đã thâm vào phương pháp của đế đạo của mình, rồi trăng ra là phàm là những ai thi triển Đại Nhật Như Lai tịnh Thế Chú thì trong cơ thể đều sẽ biểu hiện thân thể ý niệm của hắn. Một khi lòng người sinh ác niệm thì thân thể ý niệm của hắn sẽ tự thi triển Đại Nhật Như Lai tìm thì chú tiêu diệt ác niệm của người ấy. Cái đầu mó vậy còn có cả cái này nữa. Ý tức này là nói ta sau này chỉ có thể sử dụng lực lượng ma đạo thì chỉ chịu sự độ diệt của hắn, có đúng không? Có thể nói là như vậy. Vậy bọn mày ta không sử dụng ma huyết bừa bãi là được rồi. Không đơn giản như vậy đâu. Thân thể ý niệm của Đại Phật Như Lai trong thần hải của người để đâm chồi mọc rễ trong cơ thể của người sẽ đi theo người suốt những năm tháng sau này. Hắn sẽ trong âm thầm thay đổi tư tưởng của người. Hả? Thay đổi tư tưởng khiến ta lập địa thành Phật á? Dù sao thì chính là đồ của Phật môn rồi. Cái gì mà sắc chính là không, chính là sắc. Cái gì mà buông bố đồ đao lập địa thành Phật, nói không chừng thì tục một chút thì là đồ diệt thất tình lục đục của người. Anh lão tôi không rảnh để nghe người nói những cái thứ vô dụng này, người nói cho ta biết làm sao để đuổi hắn đi. Không có cách. Cái đầu mó vậy thì ta chẳng phải sẽ biến thành gõ mó tụng kinh sau? Ôi trời ơi, tiểu long chết bầm, ta đợi người đi nhờ, ta chỉ rút gân rộng của người uống máu của người. Chỉ là tạm thời không nghĩ ra cách hay mà thôi. Người cút cho ta, mọi kiếp nói người chính là đồ quý, đồ quý. Quả nhiên là đi hết rồi. Cái đồ tôn tiết bác lão tổ của hàng nhạc người cũng không đợi người. Cái đồ chó, lão tứ là chủ giáo của hàng nhà đấy, người đã tội với cả hàng nhạc người, ngươi để chết đi. Ai dò dò dò, ta sợ quá cơ. Bây giờ ta đưa người tới hàng nhạc xem thử những người bị ngươi hành hạ đó. Ta sẽ từng chút ở trước mặt những người này cắt thịt người thành từng miếng để cho bọn họ ăn thịt của người, uống máu của người. Người cũng chỉ là được cái miệng thôi. Nếu như thật sự quay về hàng nhạc, người xem lão tổ liệu có nghiền nát ở thành tro bụi không? Người không dám về. Cái tướng à, ngu ngốc. Cái đồ ngu cũng biết không biết động não. Yên tâm đi, bây giờ ta sẽ mang ngươi về hàng nhạc. Cái đồ chó thông huyền, chúng ta xem ai tới hàng nhạc trước.
Hắc xì. Ừ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy ta? Mò nó chưa? Ai phá hỏng truyền tống trận rồi? À, cứ bày như thế này, cho dù không dừng lại nghỉ một khắc thì cũng phải bày mất một hai ngày. Đi có vội chưa? Tôi có thần tiếp theo, nó không chừng có truyền tống trận thì sao? Lời này Quỳnh đã nói tới 800 lần đó sư Quỳnh à. Tất cả đừng có cãi nhau nữa. Phía sau có truyền tống trận quá gì? Tất cả tăng túc cho ta, mau chóng trở về. À sư Quỳnh à, ý của Quỳnh là chúng ta đã đi mất bay mất mấy chục vạn km rồi, truyền tống trận đều đã bị phá hủy. Hàng Nhạc chắc chắn xảy ra chuyện rồi. Thơm kiến thánh chủ. Thánh chủ Đại Viêm tồn đã rất lâu rồi, làm phiền thứ hồn tiền bối mở tiền trống trần đi. Bây giờ ta trở về ở phân điện thứ năm của Hoàng Nhạc. Bên phía Hoàng Nhạc tôi có tin tới gì không? Cái đám thông huyền đã trở về chưa? Chưa. Ừ, ta đoán bọn họ cũng chưa trở về. Bây giờ 80% vẫn đang bay về phía Hoàng Nhạc. Ây giờ chiến thần như chúng ta đã trở về rồi sao? Lần này ngươi hốt tới bụng nổ luôn rồi đi. À, hốt thì hốt thôi, ta cũng xí chút nữa thì tồi rồi đấy. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy sợ hãi đó. Người cũng biết sợ á. Tuyên trống trận của Hàn Nhạc Tông thì từ thôi à, cuối cùng cũng trở về rồi sao? Chúng ta đều đánh giá thấp thực lực của Doãn Chi Bình, bị sợ như vậy thì chúng ta thà lùi mà sử dụng phương án thứ hai cũng sẽ không rủ động mà số như người đi mạo hiểm. Ai không sao không sao, vẫn may có ta rất tốt, bây giờ chẳng phải không sao nữa rồi hay sao? Thần Nhi à, qua chào hàng thiền sư thúc tổ của người đi. Diệp thần tham kiến sư thúc tổ. À, không còn đà nữa, ngươi có thể trở về là ông trời phù hộ của hàng nhà tông ta. À, sư thúc à, ta nghe dương sư bá nói ngài có quà gặp mặt cho ta, đó là cái gì thế? Hả? À, ta nói với người hồi nào? Cái thầy khôn này người lại đánh chủ ý quái quỷ gì đi. Ai giờ coi như ta chưa nói cái gì, ta chưa nói cái gì không được hay sao? Ngươi là đan thánh thì tất nhiên không thiếu đan dược. Đây là thần linh kiếm này, ta tự tích luyện tặng ngươi. À, đó ta sư túc tổ. Mà mỗi cái của cái tên khốn nhà người lớn từ đây, ta còn không có quà gặp mặt. Ây da, ngươi tìm sư túc tổ rồi đi. À, đó ta làm cái gì? Nói qua lo thì chuyện cũ xì xóa. Tí tử này thật rất thông minh. Mở kịp này chưa? Đầu của mình lúc đầu bị lừa đá hay sao vậy? Là đi ủng hộ Doãn Chí Bình. Ngọc nữ phòng. Hằng Nhát. Lão tử quay trở về rồi. Ôi địch, người cuối cùng cũng lộ diện rồi à? Ta nói rồi mà, mang có tí tử này lớn lắm. Mà bơi, người đón ta dẫn ai về cho ngươi đi nè? À, mau lên đến cái lờ mờ, lôi cái tên Doãn Khốn Chí Bệnh đó ra đi, để ta đắp vài cái cước sái giận đi. Ây da, cái đồ chó chết, nhìn thấy bọn ta có vui không? Ta là trưởng giới của Hàn Nhạc để các người dám dám động thử vào ta xem. Không dám động vào người có đúng không? Trưởng giới của Hàn Nhạc có đúng không? Người cút mẹ người đi, cút ba mày đi, làm bẩn mắt của ta đập chết người, đập chết người nè. Ừ, cậu ta chết cho ta. À, sư tỷ đợi một lát. À, Diệp Di Thần, người giết ta, người nhất định sẽ hối hận. Người có biết trên ta có dính dáng tới bao nhiêu là mạng người không? À, người cho rằng là ta không để cho sư tỷ giết người là vì cái gì? Không phải là vì trong cơ thể của người có thái cổ tổ lòng chú sao? Bây giờ ngươi trừ chỗ dựa này ra thì những cái khác thua hết rồi. Ngươi biết không? Phí lời. Ây da, người ý vào tổ lòng mẫu chú hút tinh nguyên có biết bao nhiêu người? Tổ lòng mẫu chú bị luyện hóa thì tử chú sẽ tự động phần giải. Với chí bệnh lần này ngươi hoàn toàn xong đời rồi. Hồi không biết tại sao đột nhiên cảm thấy cơ thể thoải mái. Có phải vì diệp thần và dương chủ mộng giáo trở về không ta? Hàng nhà sắp biến thiên rồi. Dù chí bệnh có chiến lược như hiện nay, mấu chốt nằm ở hồn thái cổ tổ lòng. Vậy đây là bảo bối, hôm nay nhất định phải thu phục nó.
Doãn Chí Bình, lão tử muốn xế ngươi rơi thành dạng mánh. Hả? À, ghi tờ rồi, bảo bối của ta. À, cái gì à, cái gì, đừng vội, đừng vội. Vì Quỳnh, Quỳnh có biết một hành vi của cái tên này. Hôm nay không giết thì thật sự khó làm tiêu sự phẫn nộ của bọn ta. À, xin đừng nóng vội mà, để ta xử lý xong vài việc. Diệp Thần, hay do chịu chút đi. Ý, chuyện gì vậy? Ây do, ở sự là nhì à, nàng ta không phải bị Diệp Bình phong ấn ở Thiên Thu Cố Thành rồi sao? Lý nào nàng ta bị Thiên Phú gì bẩm à tự mình phá mở phòng ấn rồi quay lại trả thù? Như thế này không phải vừa hay à? Vội đi giết cái tên Võ Chí Bình đó. À đúng vậy, nhân lúc tiểu tử Diệp Thần bây giờ không phân thân được. Quỳ không tốt, máu dương tay. Hôm nay chẳng đứng không chạy. Chịu chết đi. Là gì à, đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Hiểu lầm. Chỗ chẳng hiểu lầm nè, Võ Chí Bình hôm nay lão tử phải giết người. À không sai, ai câu hắn đứa tiện nhất, ai câu hắn đứa tiện nhất chứ. À cái địch, đừng có lầm hỏng bảo bối của ta. À các vị xin lỗi nha, để ta xử lý vài việc thì rồi sẽ để cho các người tự tay giết cái tên này. Diệp Thần, cái đồ khốn, muốn bỏ ta xuống. Ui bà nội đã chứ, Võ Chí Bình bị thu mất rồi. À đi trước một bước đi nha. Hả? Vậy mà ngay cả cơ giới cũng gùi ra. Diệp Thần, bỏ ta xuống, cha muốn làm gì với ta? Lâu rồi không gặp phu nhân à, còn không biết vị phu muốn làm gì sao? Ui cha khốn kiếp. À, nó đi làm chuyện chính rồi. Thái cổ tù lòng, hôm nay ta nhất định sẽ hạ phục người. Ta gọi người là Long Ngũ là được rồi. Ngũ ca, người sẽ chắc cùng cũng là một nhân tài, hay là sau này đi theo ta lăn lộn? Muốn giết thì giết. Nếu như không đợi thượng thế của ta hồi phục, nhất định sẽ khiến người đọa tử tùy tồn. Cậu sống cũng được, cậu chết cũng xong. Hơn ta như vậy à, xem ra thủ đoạn bình thường rất khó khiến người nghe lời. Nếu đó vậy thì Long Nhất ở đây và chờ người trước. À, A Di Đà Phật. Nói ra thì bao giờ rảnh thì cũng nên cầu Long Nhất vậy. Mình ngôn ngữ của khái cổ tụ lòng. Có điều nhân lúc Long Nhất ổn định tâm thần của tên này thì tiếp theo mình cũng không thể nhận rồi. Đi tờ tắm rửa cho người. Đại Nhật, Như Lai, Tịnh Thế Chú. Xem ra chúng ta lại có thờ một chuẩn thiên cảnh. Theo như ta thấy thì hồn thư thái hổ của Long này và Long Nhất nhất định là cùng một đức hạnh. Nè, đây là cơ thể ta chu đáo cho người đấy, hài lòng chưa? Thái cổ tổ Long Nhất. À gì đà Phật, thiên tài thiên tài. Bên ngoài ngọc nữ cát. Đại Nhật, Như Lai, Tịnh Thế Chú. Này quá như lợi hại mà. Thì chỉ tiêu hao có 70-80% lực lượng linh hồn của hắn. Nhưng mà cũng triệt để đồ hóa tà niệm, oán niệm và khí bận của hắn. Ta biết người hoàn toàn không phục. Nhưng mà giờ có thời gian gì dỗ với người. Nếu như không nghe lời thì năm đấm này ít nhất cũng phải đánh cho người 3 ngày 3 đêm, khi cho người khóc cha gào mẹ. Nghe cái hiểu chưa? À, thuộc ta từ bì A Di. Được rồi, vẽ nói tiếng người cho ta. Lão tử rốt cuộc là có nghe hiểu hay không hả? À hiểu, hiểu rồi. Lần này đại chiến này thu hoạch không ít chiến lợi phẩm, giống như là cẩu dầu huyền thiên độ, có thể để cho tiên hóa đạo thần luyện hóa giúp. Cẩu dầu huyền thiên độ. Chỉ là trái tim này phải xử lý thế nào đây? Trái tim của ác ma của Võ Chí Bình. À đồng già, có nên hủy nó không? Đây là bà bối cội nguồn của ác ma đấy, nghe ta đi. Dùng đại nhật Như Lai Tịnh Thế Chú, đồ diệt ác oán tà niệm ở trong đó. Nó sẽ trở thành một trái tim chỉ có lực lượng ma đạo thuần túy, mạnh hơn mà huyết người thôn phệ nhiều. Như vậy cũng được sao? Sao cảm giác người lại đang lừa ta thế?
Hả? Cái đồ mó, người nói chuyện phải dựa vào lương tâm chứ hả? Trư đã nhất Như Lai tịnh thế chú, có chút tài vạ thùy, cái khác thì ta đã từng lừa ngươi khi nào hả? Chính là vì trong cơ thể của ta có thân thể ý niệm của Đại Nhật Như Lai, một khi ta động vào ma đạo thì nó không ra gây rối mới là đi. Một khi ta đối địch còn phải phần tạo đối kháng với hắn thì chắn chắn sẽ xảy ra tai vạ. Nên tóm lại mạnh hơn không có. Chứ dụ ngươi phải phần ra lực lượng đối kháng với thần thể ý niệm của Như Lai, của Đại Lật Như Lai, vậy thì chiến lược của chính người vẫn được gia tăng. Thời khắc mấu chốt là rất hữu dụng. Cứ cảm giác ngươi bây giờ rất không đáng tin, ta bỏ đi. Ta tính ngươi lần nữa. Đạo thần hiện Đại Nhật Như Lai tịnh thế chú. Luyện hóa. Màu dung hợp đi. Ma tâm của trái tim thánh thể của người. Ayo. Ta cảm nhận được rồi. Chiến lược đỉnh phong trước này chưa từng có. Tù trong nháy mắt phá hết liền ba mức. Từ không minh cổng minh tam trọng đột phá lên tới không minh cảnh lục trọng. Thánh đạo ma tâm di thần, ngươi đừng trách ta. Đây có lẽ là một con đường vạn kiếp bất phục, nhưng mà ta tin người có thể niết bàn trùng sinh. Sơn môn của Hằng Nhạc Tông, tên là Sĩ Xoa. Phải, mấy ngày trước hắn còn nắm binh lực của một tông chính điện, nắm giữ sinh tử của rất nhiều người. Hiện nay lại ngay cả con chó cũng không bằng. Ta là trưởng giáo của Hằng Nhạc Đĩ. Ta là trưởng giáo của Hằng Nhạc. Cái người vậy mà lại dám bất kính với ta. Diệt 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 diệt. À, cũng đã rất đầy rồi, vẫn còn cứng mồm mà. Cái đồ chó đẻ, thực sự là muốn sống hắn ngay bây giờ. Hả giận, thế là hả giận mà. Nhưng bất luận đối với đệ tử của Hằng Nhạc Tông hay là các trưởng lão, nợ máu thì cuối cùng vẫn phải dùng máu để trả. Diệt thần đã bị chọn vào ngày hôm nay để xử lý Doãn Chí Bình. Thiết nghĩ thì cũng không đơn giản để cho mọi người trấn trút sự phẫn nộ. À, ta đoán như vậy. Nhưng mà hiện nay tiểu tử này ta càng ngày càng không nhìn thấu rồi. Đại điện của Hằng Nhạc là vì cái đám thông huyền. Người nói thông huyền chờ nhận lấy nào đã tới rồi. Dốt cuộc là sao đây? Y ấp mạnh quá. Ôi sư tổ, cứu ta, cứu ta. Đây là chuyện gì? Doãn Chí Bình sao lại bị xích lại? Còn ở trước sườn mộ của Hằng Nhạc nữa. Làm cái gì vậy? Hằng Thiên Sứ Địa đâu? Trưởng lão của Hằng Nhạc Tông đâu? À, Thông Huyền à, ta đợi người rất lâu rồi đấy. Diệp thần, cái đồ kỳ sự dự tổ nhà người vậy mà lại dám gọi thẳng tiền tên của bản tồn, thật là to gan. Ây da, ngươi đừng có hù dọa ta chứ, gan ta nhỏ lắm. Thả Doãn Chí Bình ra, chuyện hôm nay bọn ta không đi cứu. Thả hắn ư? Các người sao không nhìn rõ tình thế vậy? Ta có thể yên bình vô sự đứng ở trước mặt sơn môn của Hằng Nhạc. Ta có thể xích hắn ở trên bia đá ở trước cửa của Hằng Nhạc. Ngươi cho rằng là ta dựa vào cái gì? Bởi vì do 90% kết giới, dù nhìn từ bên ngoài cũng không thấy rõ bên trong. Nhưng trong những ngày rời đi này, Hằng Nhạc Tông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sư đệ, sư huynh, chỉ sợ Hằng Nhạc của bây giờ đã không phải Hằng Nhạc của lúc chúng ta rời đi rồi. Đớn hồn. Hằng Thiên, người cút rồi đi cho ta. Là các trường lão đã tới rồi. Chuyện này không thể nào. Sư huynh, thời đại của người đã kết thúc rồi. Tại sao? Đây là vì sao? Doãn Chí Bình không xứng làm trưởng giáo của Hằng Nhạc. Người cũng không xứng làm lão tổ của Hằng Nhạc. Bởi vì sự bao che và dung túng của người, Hằng Nhạc chết thảm bao nhiêu người, trong lòng người lẽ nào không có con số sao? Cái đồ trong mắt không có tôn trưởng, người thì hiểu cái gì?
Võ Chí Bình là ký chủ của hàng nhà ta, hàng nhà sau này chỉ còn hắn bảo vệ. Thông Huyền, khi nói những lời này người không cảm thấy hổ thẹn tí nào sao? Cái tên nhìn thấy không phải là trưởng giáo của một tông, mà là một ác ma vô pháp vô thiên, kiêu ngạo ngang ngược, giết người như ngóe. Ký chủ của hàng nhà thì như thế nào? Hắn đã phạm tội ác tày trời, dựa theo tông quy của hàng nhà thì chết 1.000 lần cũng không đủ. Phản rồi, các người đều phản rồi. Hôm nay ta phải thành lý môn hộ, giết những kẻ khi xưa diệt tổ như các người. Sư huynh, đại thế đã qua. Người nói cái gì? Cái gì trưởng lão đệ tử, ta nguyện ý gánh vác tội lỗi trước kia. Và dùng thân phận thái thượng trưởng lão toàn lực ủng hộ Diệp Thần trở thành trưởng môn mới của hàng nhà tông. Biết sai, có thể sửa, quay đầu đúng lúc không bao giờ muộn. Như vậy thì cũng tránh bị kích động môn tư tạng. Ở đó tờ sư thúc đã thành toàn. Đất tờ sư thúc đã thành toàn. Người, sư tôn, người đã bị mọi người quay lưng rồi. Niềm tin ơn dạy dỗ trước kia. Chỉ còn người không phản kháng nữa thì ta nguyện bỏ tính mạng ra để thấy người cầu xin. Kỳ đầu khốn kiếp, cái người cho rằng chớ phụ được Võ Chí Bình thì cứ thích làm gì thì làm nấy sau. Ta là lão tú của hàng nhà tông, cũng là người có tư lịch sâu nhất ở đây. Không có sự công nhận của ta thì hắn mãi mãi đừng hòng lâm trưởng mộ của hàng nhà tông. Thông Huyền, bọn ta không ý thế hiếp người, cho ngươi một cơ hội cạnh tranh công bằng. Đến bài ta, hàng nhà sẽ trả lại cho ngươi. Cái gì? Nhìn như thế này cũng quá ngông cuồng rồi đi. Thông Huyền lão tổ pháp lực thông thiền, Võ Chí Bình so với lão tổ căn bản là không cùng cấp bậc. Vì thần à, đây là cuộc lớn rồi, đi xa một bước thì thua cả ván cờ, là tìm chết. Mọi người mau tản ra. Diệp Thần, hắn vậy mà thì không đỡ được rồi. Chuyện này không thể nào, không thể nào. Giờ mới ngắn ngủi mấy ngày thôi, Diệp Thần sao lại trở nên mạnh hơn nhiều tới như vậy? Đây là ma sát chi khí. Không đúng, đây là... Chuyện này không thể nào. Thánh đạo và ma đạo, hai loại lực lượng hoàn toàn khác nhau. Thì giờ này, vậy mà lấy thực sự có người hội tụ cả hai trong một cơ thể. Sau khi dung hợp ma tâm, tuy biến mình đã trở mạnh hơn, nhưng mà không ngờ vậy mà mạnh tới mức độ này. Nơi này xem ra không tiện để đại chiến, nếu không sẽ ảnh hưởng tới người của tổng môn. Cái gì? Đi theo ta một chuyến. Hỗn lắm. Nhảy rành cổn cồn, lão phù này nhất định xí cho ngươi chết tại đây. Vậy thì ngươi có thể thử xem. Đi chết cho ta. Không hổ là trái tim ác ma, tổn thương trên dưới năng lượng cuồn cuộn không ngừng nâng lên. Gió. Vậy mà có thể mạnh tới mức này, thật khiến ta bất ngờ. Thiên phú của này còn hơn cả Đấu Hoàng năm đó. Ai có thể ngờ một năm trước hắn chỉ là một đệ tử thực tập ngưỡng khí cảnh. Di thần, do đổ ghét thắng rồi. Huy đúng là Diệp Thần thiên hạ vô địch mà. Đến Tông Thiên Hiền biến thành chó rồi. Diệp Thần thiên hạ vô địch, đến Tông Thiên Hiền thành chó. Tức là hai bao bối sống mà. Thông Huyền, người thua rồi. Tôi 474.